Xin kính chào toàn thể anh chị em và quý vị các bạn đã quay trở lại với Sống Cùng Xe. Hôm nay thì tôi sẽ có một mẫu xe có thể nói là có sức hút mãnh liệt tại Việt Nam, đó chính là Toyota Corolla Cross. Một mẫu xe gầm cao 5 chỗ và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Chắc chắn nó sẽ khiến cho quý vị các bạn chúng ta phải động lòng khi mà chúng ta có ý định mua những mẫu sedan hạng B, hạng C hoặc là những mẫu crossover hạng B, hạng C trên thị trường. Chiếc Toyota Cross này thì có một điểm khá là thú vị, đó là nó nằm giữa hai phân khúc hạng B và hạng C tại Việt Nam. Đối thủ của Toyota Cross thì có rất nhiều, ví dụ như là Honda HR-V, Hyundai Kona, Hyundai Tucson, thậm chí cả là Mazda CX-5 luôn. Tại sao tôi lại nói cả Mazda CX-5 ở đây thì lát quý vị sẽ thấy là thứ nhất là đối thủ về giá bán này, đối thủ về trang bị này, đối thủ về cái mức độ hài lòng của khách hàng thì chúng ta tập hợp hết ở trên cái mẫu xe Toyota Cross này. Rồi, sơ lược một chút về mẫu Cross nhá. Thì Cross tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản quý vị. 1.8G phiên bản thường, giá bán là 720 triệu. 1.8 cao cấp phiên bản V nhá, có giá bán là 820 triệu. Và phiên bản 1.8 Hybrid động cơ xăng lai với điện sẽ có giá bán là 910 triệu. Nếu quý vị thích màu trắng ngọc trai này thì quý vị hãy trả thêm 8 triệu nữa, bởi vì nó sẽ có cái sự khác biệt về nước sơn một chút. Ok, 820 triệu cho mẫu xe này, chúng ta sẽ có những cái gì? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi khám phá tổng thể đi. Toàn bộ kích thước của mẫu xe này thì những con số nó hơi khô khan. Quý vị hình dung là nó sẽ xém xém bằng Hyundai Tucson ấy, và nó to hơn Hyundai Kona rất nhiều. Ok, rất dễ hình dung đúng không ạ? Gầm thì cao 161mm, không phải là quá cao đối với dòng crossover, nhưng mà chấp nhận được. Chúng ta có thể thoải mái đi đường phố, thoải mái đi những cung đường hơi phức tạp một chút, leo vỉa hè, ok, không vấn đề gì cả. Cross có thể làm hết tất cả mọi việc. Như thường lệ, đầu tiên chúng ta đến phần đầu. Phần đầu, đập vào mắt ngay chúng ta sẽ có một cái hệ thống lưới tản nhiệt, một cái thiết kế khá là mới, khá là tươm đấy. Chúng ta sẽ có một cái lưới tản nhiệt dạng tổ ong này, rồi là những cái thanh chrome, logo 3D hẳn hoi nhé, logo 3D luôn. Nếu mà quý vị sử dụng cái phiên bản hybrid ý, thì toàn bộ phần logo này cũng như là cái lưới chrome này nó sẽ có một cái màu xanh đặc trưng, xanh của blue tiết kiệm nhiên liệu. Dưới này phần gắn biển số này, cái xe đẹp như này bây giờ gắn cái biển số Việt Nam vào nó như này, sáng nay đi đăng ký không hiểu nó sẽ ra cái gì đó, mất hết cả thẩm mỹ. Lùi dưới này chúng ta có lưới tản nhiệt này, và quý vị thấy ở phần đầu K360 nhá, cái này chắc chắn là K360. Ngoài ra những cái chi tiết khác như là cảm biến góc, rồi là những cái ốp trang trí hay là đèn gầm LED chúng ta được trang bị rất là đầy đủ. Để nói qua một chút về cụm đèn của cái mẫu xe Toyota Cross này. Một cụm đèn ngoài cái việc thông minh thì lại còn rất là nhân văn. Dải đèn LED này chạy dài gần như là không có cái điểm kết thúc. Một bộ hệ thống đèn LED projector cho ánh sáng màu trắng và tập trung nguồn sáng rất tốt, có khả năng chiếu xa. Và đặc biệt cụm đèn này nó có một cái tính năng rất là hay, đó là tự động thích ứng. Tự động thích ứng tức là khi quý vị đi trong phố nhá, chúng ta đi di chuyển trên đường mà chúng ta để đèn pha, có một phương tiện phía trước đối diện lại, hệ thống tự động nhận diện và chuyển từ đèn pha chuyển thành đèn cốt để làm cho phương tiện phía trước không bị chói mắt. Đó là một trong những cái yếu tố rất là nhân văn của dòng Toyota Cross ở cái hệ thống đèn. Ok, sơ qua một chút tiện thể đứng phần đầu, tôi sẽ có một cái khoang động cơ. Với phiên bản 1.8G và 1.8V thì chúng ta sẽ sử dụng khối động cơ xăng thuần túy có dung tích là 1.8 lít cho công suất tối đa khoảng 138 mã lực. Còn nếu quý vị ăn chơi hơn, chúng ta sử dụng cái động cơ xăng lai với điện nhá, chúng ta sẽ có hai động cơ. Vẫn là động cơ xăng thông thường 1.8 lít cho công suất chỉ có 97 mã lực thôi, bởi vì nó ăn uống cực kỳ tiết kiệm, 2-3 lít 100 km thôi. Đi cùng với đó chúng ta có thêm một hệ thống điện, một hệ thống động cơ điện nhá. Nó cho công suất thì như khoảng 97 là của động cơ xăng này và 53 của động cơ điện. Tổng lại chúng ta sẽ có đâu đó khoảng 150-160 mã lực gì đấy, tức là nó sẽ tăng tốc tốt hơn so với động cơ xăng. Và bù lại này, khi mà quý vị sử dụng cái động cơ hybrid ấy, thì nó còn có cái sức kéo moment xoắn cực kỳ tốt luôn. Hôm nào trải nghiệm thử nhá, chúng ta hãy cùng trải nghiệm qua cái mẫu xe đó. Rồi, ok, phần đầu quý vị thấy thế nào về mẫu xe này, phần đầu xe nhá, chúng ta comment phía dưới. Ở phần thân xe Cross chúng ta có gì? Đầu tiên là gương không có gì đặc biệt đâu, ngoại trừ là chỉnh điện này, cụm điện này, xi nhan trên gương này, cụm điện tự động này, rồi là cảnh báo điểm mù có đầy đủ nhá. Còn cái rất hay, K360 đặt tại vị trí này. Đó. Đặt tại vị trí này thì nó có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất này, khi không may mà chúng ta va chạm vỡ gương, cam vẫn được bảo vệ. Thứ hai này,
mắt camera mà càng sát với thân xe ấy, thì nó cho cái độ hiển thị chính xác của cam 360 nó càng chuẩn xác hơn. Ok, ngon không ạ? Tí nữa chúng ta cùng xem cái chất lượng của camera nhá. Bộ la răng này, lốp Michelin Primacy 4 18 inch và bộ la răng hai tông màu phay cắt rất là đẹp. Ở phiên bản G thấp hơn ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng la răng là 17 inch. Còn trên phiên bản cao cấp bản V và bản Hybrid thì chúng ta sử dụng la răng như này, 18 inch. Ok, ở phần thân này thì chúng ta chắc chắn là có thêm cái nút bấm mở cửa thông minh rồi, chạm nhẹ cái cửa mở rồi tự khóa. Ở đây thì còn có thêm giá nóc. Tất cả những dòng crossover khác trên thị trường không có một chiếc xe nào có giá nóc hết, ngoại trừ Cross. Giá nóc này sẽ đặc biệt quan trọng khi mà chúng ta đi dã ngoại picnic về quê, có thể chở thùng đồ này, rồi là gà qué lợn gà cho hết lên đây nhá. Cả một chiếc xe đạp luôn. Anh em ra sau nhỉ? Đuôi ơi là đuôi, đằng trước đẹp bao nhiêu, đằng sau nó còn đẹp bấy nhiêu. Đèn LED, mạ chrome, cross, TOTA, ok hết. Và quý vị thấy cái mẫu phần đuôi này giống xe gì không ạ? Em thì thấy có rất nhiều nét thiết kế của dòng RX Lexus nhá. Cụm đèn LED này rồi đèn xi nhan, nó có cái gì đó rất là hao hao. Đằng sau này thì chúng ta sẽ có cảm biến góc này, góc sau cảm biến lùi, cam lùi cho hệ thống cam 360. Em mở cốp nhá. Khoảng rồi, không có cốp điện rồi. Quý vị thấy không? Sợ cái biết ngay không có cốp điện à, nhưng mà cũng nhẹ thôi, không nặng lắm đâu. Cốp của chiếc Toyota Cross này thì khá là rộng đấy, đâu đó hình như khoảng 440 lít thì phải. Có một cái giá để nó rất hay đấy, quý vị có thể để ô để các thứ linh tinh lên đây được hết. Còn như thường lệ dưới cùng này thì sẽ là kích lốp dự phòng và dụng cụ sửa chữa, nhưng mà bánh này thì lại là bánh bé nhá, bánh sắt. Ok, đây là thiết kế tổng thể ngoại thất. Còn nội thất thì anh em đứng góc này chắc nhìn thấy cái này đỏ đỏ đúng không ạ? Chúng ta vào trong nhé để xem chất liệu như nào. Mở cửa ra cho ánh sáng vào nhà. Nội thất màu đỏ, mời anh em. Ô, cái này hay này, anh em nhìn này. Chỗ này nó làm vát nhé. Bình thường là cái ghế khác nó sẽ như này. Đấy, thì Toyota Cross làm vát đi. Này giúp chúng ta lên xuống nó không bị cọ này. Rồi, ngồi rất là thoải mái. Xe này thì em vừa mới lái xong. Thế này là ghế lái em đang để đúng cái kiểu mà vừa với em nhất. Em mới cao có 1m7 thôi, lùn. Rồi, cảm giác ngồi này rất là ổn quý vị ạ. Rộng, cực kỳ rộng luôn. Rồi là khoảng để chân này, duỗi thoải mái đấy. Ngả lưng vừa phải, tựa đầu cho cả ba hàng ghế nhá. Ở đây chúng ta có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, chắc chắn là phải có rồi. Có cả cổng sạc này. Ôi, kệ thì tay khay để cốc đầy đủ hết. Ok, không thiếu gì. Lên trên thôi anh em nhỉ, khoang cabin nhá. Khoang cabin là thứ mà nhiều anh em thích nhất, bởi vì chúng ta cầm lái thường xuyên mà. Chúng ta ngồi nhìn, ngồi nghịch, ngồi những cái option phục vụ chúng ta sẽ tập trung hết ở trên. Và mời anh em lên trên. Trời, khoang cabin. Anh em thấy cái nội thất da màu nâu đỏ này thế nào ạ? Nếu mà anh em không thích thì có thể lựa chọn cái nội thất hoàn toàn màu đen nhá. Và nếu mà quý vị anh em muốn xem cái chi tiết hơn về cái mẫu xe nội thất màu đen thì hãy kéo xuống phía dưới, video phía dưới chúng ta sẽ có. Rồi, sơ lược về khoang nội thất của chiếc Toyota Cross này. Khá đẹp. Mọi thứ nó khá là tươm đấy, có thể nói là khá tươm. Rồi, vô lăng này, bọc da. Cầm thế này mới sướng nhé. Các nút điều chỉnh trên này thì gọi là chi chít, mít mù luôn. Phía bên này nó sẽ là những cái tính năng rất là quan trọng liên quan đến hệ thống an toàn của xe Toyota Cross. Thì lát nữa em sẽ chỉ chi tiết hơn. Bên này chúng ta có... Trời ơi, vẫn giữ làm gì, phanh chân. Cross mà có phanh tay điện tử thì chắc là mắc pin luôn. Anh chị nhỉ, chuyển góc máy một chút nhá, để sang bên kia chúng ta sẽ nhìn dễ hơn. Khoang cabin của Cross thì tất cả những cái chi tiết như thế này này, cực kỳ chắc chắn luôn. Nói gì thì nói, xe nhập khẩu, lại còn nhập Thái nữa. Nó ngon từ những cái đồ dùng gia đình, chứ đừng nói đến những chiếc ô tô tiền tỷ như thế này. Xung quanh đây chúng ta sẽ có những cái gì, tất cả những cái này quý vị ạ. Cái này nó là nhựa, nhựa mềm nhưng mà làm giả da đấy, nhìn rất là đẹp. Chính giữa chúng ta sẽ có một cái màn hình cảm ứng 9 inch này, đầy đủ kết nối Apple CarPlay. Và nó có tiếng Việt, tất cả đều bằng tiếng Việt. Quý vị thấy Toyota đã bắt đầu coi trọng người Việt hơn không ạ? Những cái mẫu xe như thế này đáng lý phải xuất hiện ở thị trường từ lâu rồi mới đúng. Phía dưới này chúng ta có gì? Hay là bóc tem nhỉ? Đây là kiểu sơn, gọi là sơn theo kiểu piano giống như trên Mac ấy, rất là đẹp. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, có tính năng eco tiết kiệm luôn. Ở dưới này là phần mà cá nhân em thì không thích lắm. Cái yên ngựa này nó thấp quá, nó cao lên chút như này có phải nhìn chiếc xe nó sang trọng hơn không?
Đấy, để chỗ này có học gì tay. Rồi, các chi tiết khác như là chìa khóa thông minh, điều hai vùng độc lập, tất cả phím điều khiển này, tức là cửa sổ này, cửa sổ chơi nhá. Trang bị đầy đủ, không thiếu một cái gì hết. Để nói về cái tính năng an toàn của mẫu Toyota Cross này thì có thể nói nó gần như là tuyệt đỉnh rồi. Em khẳng định luôn, xe loanh quanh tầm 1 tỷ không có một cái mẫu xe nào ngang với Cross về tính năng an toàn. Thứ nhất, 7 túi khí cân bằng điện tử hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo chống trượt có đầy đủ hết. Và đặc biệt là mẫu Toyota Cross này còn được trang bị một hệ thống rất là tối tân với 5 tính năng cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, cảnh báo tiền va chạm phía trước sẽ sử dụng và giúp cho chúng ta đưa ra những cái cảnh báo kịp thời nhất nếu không may chúng ta sắp sửa mà hôn vào bạn phía trước nhá. Thứ hai là chúng ta sẽ có hệ thống tự động giữ làn đường, một tính năng cực kỳ hay mà không phải mẫu xe nào ở Việt Nam cũng có. Thứ ba, chúng ta sẽ có hệ thống cảnh báo điểm mù bằng radar được tích hợp đèn LED trên gương. Các phương tiện khác vượt lên đi ở vùng điểm mù thì sẽ được đưa ra cảnh báo. Thứ tư, chúng ta sẽ có cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Đấy là khi mà có phương tiện, khi chúng ta đang vào số lùi nhá, mà về mà có phương tiện cắt ngang phía sau ấy, thì hệ thống cũng sẽ đưa ra những cái cảnh báo bằng đèn LED ở trên gương. Và cuối cùng là một tính năng rất hay, đó chính là Cruise Control Adaptive. Nói nôm na nó là hệ thống kiểm soát hành trình chủ động. Cruise Control thì giúp chúng ta giữ vững tốc độ khi mà chúng ta cài đặt. Còn Cruise Control Adaptive, kiểm soát hành trình chủ động, nó giúp cho chúng ta giữ tốc độ và khi phương tiện phía trước đi chậm lại ấy, thì xe cũng sẽ tự động hạ tốc độ để giữ cái khoảng cách an toàn với xe phía trước. Quý vị thấy đấy, với những cái tính năng như vậy thì về cơ bản ấy, Toyota Cross này, tự động giữ làn, chân ga tự động, lại còn kiểm soát được phương tiện phía trước, tốc độ khoảng cách phương tiện phía trước, rồi là lại có tính năng cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù. Thế thì chẳng có lý do gì mà nó không có thể tự lái ở cao tốc, đúng không ạ? Cái tính năng tự lái cao tốc này thì em sẽ sớm có một cái video trải nghiệm thực tế để xem mẫu xe này hoạt động như nào nhá. Nếu anh chị em có nhu cầu mua mẫu xe này và lái thử thì đừng ngần ngại liên hệ với em Nghĩa theo số hotline bên dưới. Em sẽ bố trí ngay chiếc xe này luôn nhá, màu trắng nội thất màu đỏ, để cho quý vị anh chị và các bạn chúng ta cùng lái thử. Rồi, xin chào, xin cảm ơn anh chị và các bạn, và hẹn gặp lại quý anh chị và bạn ở trong video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.